nhu cầu mua sắm các thiết bị âm thanh karaoke gia đình giá rẻ bình dân, các anh em vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng em theo số hotline đó là 0963389192 và 0965503357. Và các anh em có thể đến tại số nhà 133 phố Trường Lâm, Long Biên, Hà Nội để trải nghiệm trực tiếp tất cả những sản phẩm hiện tại đang có tại showroom của Nika chúng em. Quay trở lại trong em ở video ngày hôm nay với chúng em rất là vinh dự khi được xem cũng như là test một đôi loa B3 cho anh Quang anh ở Cần Thơ. Còn đối với những dòng loa như này thì các anh em hát karaoke gia đình và bình thường thì nó là dòng loa full của 330 một cái kèm công suất của nó đạt đến 500 loa thì chúng ta hát karaoke thoải mái. Đơn hàng của anh Quang anh ở Cần Thơ thì ngay sau khi em test xong thì em sẽ cho anh em nhân viên đóng hàng điện thoại. Sau đây thì cũng mời anh Quang và các anh em chúng ta cùng trải nghiệm một loại karaoke đầu tiên của công ty Nika chúng em mà. Tôi sinh ra giữa lòng miền Châu, miền núi thương chuông hoang nước mặn đậm chua, thôn xóm tôi không đời dân này. Quê hương tôi ấp ủ Trường Sơn, quê hương tôi là cây nước cháy xuôi nguồn, sông cát dài biển xanh thoáng bình. Đêm trăng cao tiếng họ hạ ơi, lời mẹn ru che thơ giấc ngủ hiền ngoan, và trai gái quê vui lời trần tình. Qua bao nhiêu suốt đời ngàn nghiêng, quê hương tôi ta tới ngôi lửa yêu ta, thôn xóm là full 330 và một chiếc đẩy D500 và một